Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hacom. Và đây sẽ là một video dành tặng cho các viewer trung thành hoặc là viewer mới cũng được của Hacom. Đó là một phần quà trong chương trình giveaway. Và ngày hôm nay phần quà của chúng ta sẽ là một chiếc tai nghe không dây gaming đến từ Pisen với tên đó là Airbuds 3 Pro. Em này thì sẽ có mức giá khoảng 700.000 đồng và dành cho các anh em không chỉ là game thủ đâu mà nó sẽ có rất là nhiều những cái chức năng khác nhau. Đầu tiên là sẽ đập hộp ra đã nhá. Mở hộp hôm nay rất là đơn giản thôi. Đây, chúng ta sẽ được nhân vật chính là một chiếc tai nghe để trong một cái hộp trong suốt như thế này này. Rồi chúng ta sẽ có thêm sách hướng dẫn của Pisen này và có thêm một cái cọng dây ngắn ngắn nữa tai A to tai C để có thể kết nối sạc cho mọi người. Cái ấn tượng đầu tiên của mình với cái chiếc tai nghe này là mình thích cái vỏ trong suốt của nó. Mọi người nghĩ là đây sẽ là một cái vỏ rời còn bên trong sẽ riêng là một cái màu trắng, nhưng mà không, nó là liền với nhau đó. Đấy, cứng cáp như thế này luôn. Và vì cái vỏ như thế này nên có thể là chúng ta dễ bị nhầm tưởng là màu bên trong của nó sẽ kiểu hơi màu be be xỉ xỉ một tí, nhưng mà thực ra là nó sẽ là một màu trắng ngần như thế này luôn. À, mọi người có thể nhìn thấy được cái kiểu dáng của nó sẽ kiểu hơi bếu một xíu ấy. Đấy, cho nó mập mập á. Đây, kể cả là cái phần tai luôn, cái phần tai nghe nữa, các bạn cũng sẽ nhìn thấy nó tương đối là hiện đại và mập mập này. À, mình khá là thích những cái chiếc tai nghe như thế này bởi vì khi mà đút vào tai ấy, nó rất là vừa tai luôn. Đấy, và nó còn có thêm một cái chức năng nữa là khi mà bạn bít hết được cái lỗ tai của mình thì tự nhiên cái khả năng chống ồn, khả năng cách âm của mình nó lại tốt hơn, đúng không nào? Và mình thấy được rằng là cái chất lượng build của em tai nghe này mặc dù là dưới 1 triệu nhưng mà mình thấy khá là ổn áp. Bạn nhìn bản lề rất là cứng cáp này. Đấy, và mở ra một cái là mình sẽ nhìn thấy để có thể kết nối được luôn với các thiết bị như là laptop, máy tính hoặc là những cái chiếc điện thoại của mọi người rất là nhanh chóng. Ở mỗi chiếc tai nghe này thì sẽ có một cái nút bấm ở phía bên cạnh ở đây, nó rất là nhỏ thôi, để cho mọi người có thể là dừng hoặc là tiếp tục video hoặc là trình phát nhạc vân vân, hoặc là cuộc gọi của mình rất là tiện khi mà mình đang di chuyển hoặc là mình đang kiểu không tiện để truy cập vào cái phần đó để tắt, thì mình có thể chạm ngay vào cái tai nghe của mình và nó có ở cả hai bên tai luôn nhá. Đối với một tai nghe kết nối Bluetooth không dây như thế này thì khi hết pin mọi người sẽ sử dụng chiếc sạc Type A to Type C ngắn ngắn như này thôi để sạc em nó, và mình khá là thích bởi vì nó là Type C thì nó sẽ cho một cái tốc độ truyền với cái tốc độ sạc nó nhanh hơn cho mọi người á. Còn về cái chất âm của em tai nghe Pisen Airbuds 3 Pro này, mình sẽ đánh giá nó sẽ là tạm ổn trong cái tầm giá này, ổn định trong tầm giá này. Đầu tiên về âm lượng nhá, âm lượng này khá là to và mình thường thì sẽ không nghe đến max volume đâu, mình nghe khoảng cỡ 70-80 là nó sẽ phù hợp rồi, trong một môi trường có đầy đủ tiếng ồn, môi trường mà kiểu ngoài trời các thứ đầy đủ luôn. Ngoài ra thì với cái chất âm mà chơi nghe nhạc đi thì mình thấy là em này nó sẽ kiểu nó không quá thiên về một cái dải bass hay là dải chép thì nhiều, nó sẽ kiểu đều đều các âm á. Đó, thì nó sẽ kiểu tạo ra một cái cảm giác nghe nhạc dễ chịu. Còn đối với chơi game thì mình vẫn để với cái chất lượng âm thanh, cái mức độ âm thanh nó khoảng 70-80% như thế thì mình thấy nó ổn. Và mình nghe tiếng súng nó không bị chóe quá, với cả là nghe được tiếng bước chân. Ví dụ mình có thể nghe tiếng bước chân và đoán được là nó địch đến từ hướng nào. Và mình thấy như thế nó khá là ổn trong một cái chiếc tai nghe tầm giá 700.000 như thế này. Vậy thì tổng kết lại thì chúng ta sẽ có đây một chiếc tai nghe đến từ Pisen với tên đó là Airbuds 3 Pro. Với một cái kiểu dáng thiết kế mình thấy rất là đẹp, rất là đáng yêu, béo béo, cũng rất là hiện đại sang trọng nữa. Cộng thêm với đó thì cái khả năng kết nối này cũng như là cái chất âm này tạo ổn. Và tầm giá cũng rất là đáng phải suy nghĩ, đó là 700.000 đồng cho mọi người. Và đây sẽ là phần quà giveaway cho mọi người trong video ngày hôm nay. Và cách thức tham gia giveaway này rất là đơn giản nhé. Mọi người chỉ cần làm hai điều sau đây. Đó là một là subscribe kênh YouTube của Hacom. Và nếu các bạn đã subscribe rồi thì ok, bỏ qua bước này. Và bước thứ hai đó là chúng ta sẽ thả một comment với một nội dung bất kỳ luôn. Các bạn thích comment gì cũng được, chỉ cần các bạn comment dưới video này nha, thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được cái phần quà là tai nghe Pisen Airbuds 3 Pro này. Chúng mình sẽ quay random bất kỳ một cái người nào đó may mắn cho ở dưới video này sẽ nhận được cái phần quà này nha. Và nếu như các bạn quá yêu thích Hacom rồi thì các bạn tiện thể các bạn subscribe luôn cả kênh YouTube phụ của Hacom nữa, đó là Hacom Quick Review này, hoặc là kênh TikTok này, hoặc là fanpage này, để có thể gọi là chào đón, chờ đón những cái chương trình giveaway hoặc là những cái video thú vị nữa về sau nha. Còn bây giờ cảm ơn và xin chào.